khi thưởng thức snack Oxy Bonic, bạn sẽ thu thập được vô vàn thẻ liên quân độc đáo. Khi đã có những chiếc thẻ độc đáo, bạn sẽ tiến sâu vào những trận thư hùng đỉnh cao. Khi đã trong những trận thư hùng đỉnh cao, bạn sẽ mong nó không bao giờ kết thúc. Dù bạn mong nó không bao giờ kết thúc, nhưng rồi nó vẫn sẽ phải kết thúc. Khi một ngày bạn hết thẻ liên quân, vậy bạn sẽ phải làm sao? Sưu tập thẻ và tiếp tục tham gia vào những trận thư hùng đỉnh cao. Oxy Bonic, thăng hạng cuộc chơi, gây quà giòn giã.